Aleluya. Yeah. Ôi con tim, đây con tim nha các bạn. Nói cho con trai tim với tô mì nha. Ok, con tim này là tự kêu tự phục vụ nha. Bà mẹ quý vậy. Đó. Rồi cái gì này hôi ra ghê quá. Đó là quát nha. Chưa. Đúng giờ ta đang hợp á. Chú ơi, mở cửa con. Trễ 15 phút rồi à. Nay còn kiếm trái xoán nữa. Mở cửa con chú. Bà mẹ. Thôi về. Ủa là gì? Cái gì không? Do you want to play a game? Hello. Do you want to play a game? Má bình đập đá ở gì không vậy? Hả? Đúng không? Bình đập đá ở gì không à? Thay đồ thí nghiệm hóa học không á? Để thiên đường đá. Anh Phụng, biết em mới suy nghĩ cái gì không? Đây là cái chỗ chế tạo ma túy hoặc là bơm nguyên tử. Gì sao? Trong này chỗ thí nghiệm hóa học cái gì nè? Bơm nguyên tử thuốc nổ không? C A C L đại luôn á trời. Ủa có phim xét à, ủa xét bảy màu không? Xét bảy màu không à? Có tài khoản ngân hàng nữ công kế toán. Ồ để coi đây chúng ta học gì nha. Ờ trên trên ờ thôi cái này mình không có đọc ra được. Có trang tẩy. Nói chung đựng đụng gió ra. Giữ nghe hiện trường. À leo lên miếng này cứng hơn. Leo chui cái gì rồi đâu. Leo lên nè. Ở xuống dễ hơn đó. Oh shit. Này sao xuống. Sao dựa quá. Sao dựa. Đi lối này nè. Kêu lối này nè, học sinh không đi lối này. À, là cái lối này. Em biết là học sinh thích nhất là gì không? Đi nhà vệ sinh giáo viên. Nhà vệ sinh giáo viên nằm đâu vậy? À kìa. Đù quá mới nhắc. Nhà vệ sinh giáo viên. Giáo viên đi vệ sinh ngoài mát dữ. Oh. Ai
duyên rồi. Đừng đối hỏng em nha. Anh Phụng đi đâu á? Đi đâu? Đi, đi học mà đi. Đi đâu á? Đi học. Đi xem trường mới. Anh Tiến, anh có thấy điều đặc biệt khi bước vô trường là gì không? Cứ không. Không có hình Bác Hồ. Niggas. Mở cửa ra cho anh sáng nó vào nhà. Móc cô. Quá lúc lại trường thì khóa không có, bắt học sinh đi cửa sổ. Ủa bữa này sao mấy em không đi? 24 24 22 quá trường lâu rồi. Trời ơi thằng đà ơi. Tại sao? Nó có nên cộng cái gì kỷ niệm ra sợ. Thôi sao nè. Ủa mình đâu có đèn thanh niên xung phong đâu. Mấy cái mẹ cầm cái. Nên cộng lên ta. Thôi thôi. Nói chung là mấy chỗ bỏ hoang rồi. Nên cộng gì về hết nha. Đi rồi. Mình đang trên nóc nhà của cái trường học này. Hello. Cô chú đi nào. Cô chú đi kìa. Dân ta đang nhìn kìa. Quý sư mà. Vậy mình bên tôi trẻ mà. Chết mẹ. Nó để cái bàn thờ này kia luôn kìa. Ừ, để bàn thờ mà. Bỏ máy lên, lát lại lên kia. Thử cái gì khóa này, có mở được không? Chơi, ai vô trước thì gái ai trước. Ok, mấy tôi giờ mới leo xong trường trung học bắt đầu sinh hoạt. Mới leo xong giờ tôi giờ đây đi phải. Nhớ che biển số lại coi chừng là thấy biển số xe mình. Dạ anh chào cô.